Hello Mỹ Cương, hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với set MG3 Wukong. Một cái set cũng khá là tuyệt vời cho những anh em thẩm du. Hôm nay thì tôi sẽ đi săn chứ không thẩm du. Tuyệt vời cho thẩm du nhưng đi săn nó mới lợi hại anh em ạ. Đi săn nó mới phát huy đến cái tác dụng của nó. Hôm nay thì mình ép tận 3 khẩu RPK VIP vào khẩu này. Thì số lượng đạn của mình nó gần 200 viên. Vì gì ạ? Cái ép đạn thì các bạn mang những khẩu vít vào ba lô khác nhau thì nó sẽ nhận được thôi, nó sẽ ép lên đạn thôi. Hôm nay thì thực sự là con mèo biết làm về khẩu gì. Tôi thấy anh em thẩm du về cái khẩu này, mình lại lôi ra khẩu này bán chơi. Thì mèo biết hôm nay ngày gì mà anh em lại lôi khẩu này ra thẩm du như thần ạ. Đây đây đây, thôi khẩu này thì nó nhiều đạn cực. Riêng về cái dòng MG thì nó quá nhiều đạn. Tuy nhiên đang nói tự dưng này tự nhiên thấy bay vào mồm thằng tơ. Rồi biết rồi, mình biết bạn rồi, mình biết bạn thấy mình đẹp trai rồi. Thôi tôi biết rồi. Đẹp trai có gì sai, thế mèo nào. Ủa tôi ơi là tôi không chết này, không mất giáp luôn. Mình cũng ngáo mà nó cũng ngáo. Mình cứ tưởng là nó sẽ đi vào trong và nó sẽ quay ngược ra nên mình sẽ đi ngược vào trong. Thế mèo nào nó bị bắn nên nó ngáo luôn. Trời ơi, gì đấy? Những pha quơ như bị sida. Chết nhầm, như bị lên cơn. Hai thanh niên lên cơn mà đã phải nằm xuống rồi. Mình nghĩ là về cái trình đẹp trai của mình nó đạt level max rồi nên mình nghĩ là mình thoát đi thôi. Thế mèo đứng lát nữa thì kiểu gì nó mình cũng bị nó cào sấp mặt. Rồi, mình có cảm giác bất an anh em ạ. Rồi cứ té ngay cho nó chắc chuyện. Rồi anh em mà hay hay đuổi theo như thế này thì tốt nhất là anh em nên tránh đi một thời gian. Đấy, kiểu như công an mà nó phát hiện cái mùi của bạn ý, các bạn nên tránh đi một thời gian. Đấy, thì nó sẽ khác đi. Thay vì mà cứ nhây nhây là kiểu gì cũng sấp mặt thôi à. Đây tôi đây, tôi đây. Trời ơi, hai con zombie thôi em té đấy. Em không nhây làm cái gì. Rồi gần hết giờ rồi. Thôi, gần hết rồi. Rồi, kiểu gì bọn này cũng sẽ lên cho em xem này. Đấy, có dài đâu, hết giờ rồi, mình đi ra mình xem thôi. Xem có phải không thôi. Trời ơi, biết bài các bạn rồi. U gì, rồi còn thời gian thì mình lại chạy ngược lại đường kia thôi. Dại gì mà chết. Rồi, ok, chúng ta sẽ không nói nhiều và đi tìm chỗ thẩm du cho tốt nhất. À, chưa nhầm nhỉ, hôm nay mình đi săn mà. Rồi, mấy thanh niên. Ủa, mình cứ tưởng là mình làm giúp bay thôi. Hay hết cả hồn anh em ạ. Mỗi lần đếm đếm ấy, mình có cảm giác là mình là thằng cầm giúp bay cơ. Rồi, ở trên này. Úi dồi ôi, tôi, rồi ơi, vãi nồi. Mấy thanh niên, rồi, cô ra nào. Mình đứng chặn đầu là những thằng sau, đứng chặn sau lưng. Khốn nạn thế à, rồi. Rồi, đã đen rồi còn lắm lông. Ôi ngồi đây đứng hóng. Úi dồi ôi, bay lên giết chúng nó ấy ạ. Rồi. Mình cứ đứng hóng tụi nó làm giúp bay thôi. Rồi. Đứng hóng rồi anh em ạ. Từ từ xem nào. Đấy. Ôi, sao lại không ra thằng nào giết được ấy. Trời ơi yếu thế. Mấy bạn yếu quá. Rồi có thằng tơ tuyệt vời. Rồi tơ tơ đâu giết chúng nó. Úi dồi ôi thằng này. Đây này. Tuy nhiên đứng hóng hàng. Rồi thôi em té đây. Tuy nhiên đứng hóng hàng anh em ạ. Dã man. Đấy, từ từ nào. Thôi. Ôi. Đấy các bạn, đẹp trai nó khổ thế anh em ạ. Thế mèo nào. Cái mặt mình nó lồi ra một cái là cứ xác định là chết. Rồi. Đúng rồi. Này thì thái độ lồi lõm với tôi này. Úi rồi. Nguy hiểm này. Má thấy đạn cùng lúc. Thấy đạn cùng lúc. Thanh niên chắc là đang nghĩ là thấy đạn cùng một lúc nên không thằng nào bắn cản được bay đấy. Pha đấy thì tôi lướt rồi. Tôi biết thằng tơ lên. Ơ cái điện mới. Ơ cái này thì nguy hiểm ấy. Nguy hiểm độ. Ô thằng này máu trâu này. Thôi, tôi té đây. Thôi cho bác cân tim. Tôi không dám đâu. Trình tôi như thế này thì anh em cũng biết rồi. Cân tim không được. Đấy. Mỗi tội đẹp dài. Rồi thằng tiếp theo. Đâu rồi còn thằng nữa. Bố mẹ thôi thôi nói bé bé thôi anh em ạ. Bố mẹ sợ mày quá đấy, đứng lại nhá. Nói bé thôi anh em ạ. Yếu rồi. Hôm nay mình có cảm giác sao nó không được tốt, kiểu gì vào cũng bị hấp diêm ạ, đau thế.
rồi á. À, thằng tên này ở sau anh nấp làm gì, tôi yếu máu ấy không xuống ăn, tiếc thế. Rồi thanh niên đứng AFK luôn ạ. Rồi chúng ta sẽ cùng đến với trận tiếp theo. Hôm nay mình chơi trận nào trận ấy cũng bị hiếp và ăn hình sấp mà lờ. Không biết là cái hàng này nó như thế nào với anh em. Chắc là VIP 8 nó ghê quá, hay là biết ân ET kê meo là. Rồi tôi nghĩ là nên khuyên chủ hàng đổi cái tên khác, khi nào cầm vào sang zombie bài đỡ bị hiếp hơn. Chơi như thế này thì chết đi anh em ạ. Đúng rồi. Thì mình thì mình sang ok, nhưng mà 1 vs với 1 bầy zombie thì thực sự nó khó. Nó khó lắm, trong khi mình cầm khẩu MG3. Nếu mà mình cầm khẩu TMP hay là một cái khẩu súng sang zombie tuyệt vời khác thì nó sẽ khác. Còn đây là những cái khẩu súng để anh em thẩm du và những cái khẩu 3Z thì rất dễ bị hiếp. Lục thì cover một phần thôi, nếu mà zombie đông thì lục không cover được. Đấy, tại vì số lượng đạn nó có hạn và đạn nó cũng không phải là một con một one shot one kill. Đấy, một phát chết một con, như nỏ thì ok, nỏ nhiều con mà đuổi theo thì không sợ. Nỏ mạnh lắm. Thế mẹ bắn vào đầu 1000 mấy thì bố thằng nào chịu được. Đây. Thôi. Rồi, tôi cover sau lưng này. Đạn thì quá nhiều, bắn không biết là đời nào mới hết. Như khổ nói là không thẩm du được thôi. Khổ này mà mang lên thẩm du thì đúng là thôi rồi lượm ơi. Đúng rồi. Sấy chán. Mẹ biết hết đạn là gì. Bắn khẩu khác thì hết đạn thì sợ hết đạn lắm. Phải bắn vừa vừa anh em ạ. Bắn chút chút thôi. Rồi, đó là mình trong mình suy nghĩ những anh em khác như thế. Úi rồi. Còn đối với mình, cho dù súng đó có ít đạn hay là nhiều đạn, rồi thùng hàng thất thủ, thì mình cũng có thể là mình săn hết mình luôn. Mình không bao giờ tiếc đạn. Anh em thì thường săn theo kiểu phí đạn, nhưng tôi, cái tư tưởng, cái quan điểm của tôi là chưa chắc gì mình bắn hết đạn mà mình còn sống. Nên cứ còn sống là cứ quẩy hết mình cơ. Úi rồi. Nên tôi, anh em xem clip của tôi anh em cũng biết rồi, tôi chả bao giờ quan tâm về đạn. Đấy. À trừ quan tâm về cái số lượng đạn mà lúc mà mình bắn thôi. Đây. Mỗi thằng này qua bên này thì có hero. Đây bạn ơi, đây. Đâu rồi? Có cái tin mới. Thôi té. Đây, đúng rồi, đây. Sao mất giáp này? Không biết là mất giáp hay là mình mất giáp trước rồi. Không hiểu tại sao. Rồi, thôi té, tôi té đây. Tôi té đây. Ôi, đông quá. Hết cồn mà hết giờ rồi. Làm gì được nhau. Rồi, khám lọ tôi. Tôi sẽ lên trên này thẩm du đi. Đứng lên này thẩm du. Đứng lên này cũng được coi là một cái lúc mà thẩm du hay là... cũng được gọi là thẩm du và VS đi săn. Đấy. Qua đây mới gọi là thẩm du liên hoàn này. Còn đứng đây thì vẫn là săn theo một cách vừa săn vừa thủ. Thì nó có hai đường lên. Đấy. Nếu thủ thì đứng mọc rễ, còn săn thì phải nó di chuyển nhiều hơn. Rồi mọc rễ ở đây thì anh em cũng hiểu theo nghĩa đen ạ. Chứ mà nó cứ hiểu theo cái nghĩa mà mọc rễ đâu mà mọc rễ, vẫn di chuyển vài ba bước chân thì thôi đẹp nhá. Đấy vẫn gọi là mọc rễ. Đây. Nhiên mới vào hoặc cua đi không được. Rồi anh em chĩa nòng vào nhiều quá. Rồi bạn bắn thằng kia đi ạ. Mình bắn thằng này cho. Ô cái thịt mới. Rồi thắm thế à. Rồi thằng này mất giá. À mất dây. Khốn nạn. Chúng ta là người cùng đi săn với nhau mà sao bạn lại đối xử với mình như thế. Why? Tại sao? Tao lại sợ mày quá đấy. Mình phải giết được thằng đấy. Thằng khốn nạn. Mình với nó đi bắn chung ạ. Thế meo nào mình cứ tưởng nó bắn thằng tơ. Thế mình bắn thằng giúp non cover cho nó. Cái măm gì. Thằng tơ méo thằng nào bắn ạ. Bọn tên thùng hàng nó cũng ấy luôn. Đâu rồi? Đâu rồi? Nhanh nhé. À, thằng này lách nhanh nhé. Lách rất là nhanh. Không biết là cầm khẩu gì. Đúng rồi, từ từ xem nào. Đáng thế, anh em săn zombie nên chú ý nhá. Chơi ở mobile thì nó cố nặng lắm. Nó không cover cho nhau đâu. Mình thích cover thì tụi nó cũng không cover. Với lại anh em gặp mình là anh em toàn giết mình thôi. Chả bao giờ. Thế anh em ở đây thì toàn sổ nhi. Đấy, chửi thẳng luôn. Thế méo nào chơi phải cover cho nhau nhé.
đã gặp mình thì đúng là lâu lâu gặp anh em mình gặp nhau lại phải cover cho mình nhá. Thế mail nào mình gặp thằng nào biết mình cái là thằng ấy sẽ hấp riêng mình đấy, đúng rồi, hấp riêng mình, hấp riêng đông thì mình sẽ tắt mà mình không chơi phòng đấy nữa thôi, thế thôi. Mình ghét nhất là bị như thế, và khi mà mình đổi tên thì sẽ không ai biết mình, là lúc đấy mình dễ thở hơn. Thế mail chơi vào phòng mà bị người ta biết một cái là dễ xâm mặt lắm. Rồi, khâm phục những anh em chơi đến CFPC là rất là bro. Không biết bro hay không nhưng chơi mình thấy cover cho nhau là tuyệt vời đấy. Chơi mà quen biết nhau là cover cho nhau là tuyệt vời. Chứ cái mâm gì đứng đi săn với nhau còn không cover được cho nhau thì bảo quen biết nhau sao cover được. Khốn nạn thế cơ. Rồi, phải tự lực gánh xin em ạ. Rồi, mất top rồi. Chuyện này làm cho mai thì đắng quá. Bị thằng kia nó chơi. Nó chơi một cái đau quá. Thôi, em biết rồi. Em sẽ không để thằng nào khác chơi em nữa. Mất trinh một lần là biết rồi. Rồi, anh em hay thắc mắc về giới tính của tôi. Tại sao lại mất trinh? Email nào con trai cũng mất trinh rồi. Ủa thì có gái mới mất trinh à? Ở cái điện mới. Cái sự khắm lọ này. Trời ơi, đèn thế hả rồi. Thiên nhiên, hai thiên nhiên vẫn còn nhây. Rồi, có cái mặt mình ở đây mà thẩm du chỗ đấy mà không chết thì đúng là hơi bị tiếc. Trừ phi mà mình cầm lưỡi hái thôi. Úi giời, lưỡi hái thì mình... không xuống ấy. Lưỡi hái thì mình không vận dụng được cái thao tác mà nhảy lên cào. Úi giời, thôi cào luôn đi. Tính cào thằng này mà thôi. Cào FK cho nó sống. Này thì đi luôn này. Ủa, cái điện thoại hết cả hồn. Thôi mình sẽ kết thúc clip này. Các bạn xem nếu thấy hay, quên like, subscribe kênh của mình nhé. À, bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Rồi, tớ ăn được rồi, còn đang nữa. Tớ đâu? Thôi giờ mình sẽ kết thúc clip này đây nha.